bao nhiêu tuổi cần ngủ bao nhiêu giờ, chứ không phải bà con ạ, không phải ai ngủ cũng giống ai. Bao nhiêu tuổi cần ngủ bao nhiêu giờ, nó có cái khung giờ nó đó nha. Mời bà con ta tham khảo cái khung giờ của tuổi mình để ngủ cho nó đúng nha bà con. Đó, đúng hay không? Đó là từ trẻ mới sinh là 20 giờ một ngày. Trẻ mới sinh là 20 giờ một ngày. Còn từ bắt đầu từ 3 tuổi đến 5 tuổi là phải cần có giờ ngủ từ 10 giờ đến 13 giờ. 6 giờ đến 13 tuổi là còn có 9 giờ đến 11 giờ trên một ngày phải ngủ như vậy. Rồi từ 14 đến 17 tuổi là một ngày còn có giờ ngủ ngày đêm là 8 đến 10 giờ mỗi ngày. Đó, giờ xong rồi đến 18 đến 25 tuổi, 18 đến 25 tuổi là còn có giờ ngủ một ngày là 7 tiếng đến 9 tiếng. Đó, giờ 26 đến 64 là còn có giờ ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Trên 65 tuổi là còn có 7 giờ đến 8 giờ mỗi ngày. Còn trưa ta không ngủ thì nằm 15 phút để nhắm mắt cho mắt nó nghỉ ngơi, thần kinh mắt nghỉ ngơi nha bà con. Đó là nó là như vậy. Cho nên bà con chúng ta ngủ nghỉ bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ, nó phải đúng với khung tuổi của mình. Trẻ mới sinh ra thì ngủ từ 20 giờ một ngày. Còn người nhỏ nhỏ lớn lớn hơn tí xíu nữa là ngủ từ 3 tuổi đến 5 tuổi. 3 tuổi đến 5 tuổi là ngủ 10 giờ đến 13 giờ là cần có 10 tiếng đến 13 tiếng trên một ngày. Còn 6 đến 13 tuổi thì còn có 9 tiếng đến 11 tiếng trên một ngày ngủ của lứa tuổi 6 đến 13 nha bà con. Đó. Còn từ 14 tuổi, từ 14 tuổi đến 17 tuổi thì còn có 8 giờ đến 10 giờ mỗi ngày nha bà con. Còn từ 18 tuổi đến 25 tuổi là còn có 7 giờ đến 9 giờ, là 18 đến 25 tuổi là còn có 7 tiếng đến 9 tiếng ngủ trên một ngày đêm. Đó, từ 26 tuổi đến 64 tuổi, 26 tuổi đến 64 tuổi là ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi ngày. Trên 6 tuổi, 65 tuổi thì còn có giờ ngủ một ngày, một đêm là 7 tiếng đến 8 tiếng của mỗi ngày. Còn trưa chúng ta không ngủ nghỉ được thì cũng nằm nhắm mắt để cho hệ thần kinh mắt nghỉ ngơi. Như vậy là 15 phút nha bà con. Đó, bà con chú ý cho tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.